Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại về kênh YouTube Xe đạp và sức khỏe nhé. Hôm nay đến video này thì em sẽ giới thiệu cho tất cả quý cô bác anh chị cái cách để mà kiểm tra và xử lý khi mà bị xịt lốp, xe bị xịt lốp. Chắc hẳn là đó chúng ta khi sử dụng xe đạp ngoài đường thì đôi lúc trăm ba lần cũng gặp phải những cái vấn đề như là bị thủng xăm, thủng lốp. Thì video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị nào mà chưa biết cái cách để kiểm tra và xử lý khi bị thủng xăm nhé. Thì hôm nay thì em sẽ đây thì em đã chuẩn bị một cái lốp này là đã bị hỏng rồi nhé, đã bị bục xăm rồi. Thì đầu tiên thì muốn kiểm tra được là xăm lốp của mình là bị hỏng chỗ nào thì mình sẽ quan sát bằng mắt thường. Là ở trên lốp này xem là có đinh hoặc là một vật sắc nhọn nào đấy đâm vào hay là không. Đấy, sau khi kiểm tra rồi thì nếu mà xác định được có vật đâm vào thì mình sẽ tháo lốp ra nhé. Đối với những cái lốp xe mà van truyền thống thì mình nên kiểm tra cái van này xem là nó có bị hỏng hay là không, hỏng run hay không nhé. Thì để mà mở lốp và kiểm tra xăm thì mình cần phải có những cái dụng cụ gì thì đây, sau đây thì em sẽ giới thiệu cho các bác những cái dụng cụ mà để mà mở lốp. Đầu tiên thì là một bộ móc lốp, đó là hai cái cây móc lốp như thế này bằng sắt. Thì cái này thì mình có thể tự làm được hoặc là mình đặt trên mạng ở trên Shopee, giá nó cũng rẻ thôi ạ. Hai cái móc lốp như thế này và đây là hộp keo và sâm và một miếng vá như thế này. Tiếp đó thì là một cái, đây là em làm thợ nên là có cái loại này. Cái này là súng bắn hơi nhá. Và đây là bi để mài sâm này. Nếu mà các anh chị ở nhà thì không có thì có thể dùng miếng giấy nhám như thế này để cọ xăm, để vá xăm nhé. Cái này là mà cái đầu van hơi, cái bơm hơi. Cái này là búa này là búa cao su nhé. Sau đó thì các bạn dùng bơm để bơm hơi lên, bơm hơi lên như thế này,
và dùng một chậu nước để kiểm tra xem là nó bị thủng ở đâu. Do cái xăng này là xăng mới nên là nó không bị thủng, cho nên mình sẽ lấy một cái xăng cũ ra để làm minh họa cho các bạn. Mỗi địa phương có tính cá nhân, quận Bắc Từ Liêm đối tượng được nhận gói hỗ trợ của chính phủ lần này. Tuy nhiên, do chưa biết thủ tục và không có đầy đủ giấy tờ nên nhiều người còn ngần ngại khi đăng ký. Vì vậy, nhiều quận địa bàn Hà Nội đã chủ động tự giả hóa thủ tục. Đây là một cái xăng sông cũ đã bị hỏng rồi nhé. Thì điều đầu tiên thì mình bơm hơi lên, sau đó thì mình xác định được cái nguyên nhân vì sao nó thủng, nó có lỗ thủng ở đâu thì mình sẽ vá nó nhé. Thì khi mà xác định được cái lỗ thủng thì mình sẽ dùng cái súng bắn hơi và có gắn đầu bi như thế này, hoặc là có cái giấy nhám như thế này để cọ sạch ở chỗ cái lỗ bị thủng ở xăng nhé. Sau khi thì đã có sạch ở chỗ đấy thì mình sẽ bôi keo lên. Nhớ là bôi gần đủ nữa. Mình bôi keo lên xong thì mình sẽ chờ một tí để nước keo nó khô một bước tí. Sau đấy thì trong thời gian đó thì mình sẽ bọc miếng vá ra. Tạm dừng đóng trong tháng 7 năm 2021 là 846 triệu đồng. Mình sẽ dán vào cái lỗ thủng đấy nhé. Kết quả số lượng lao động tự do được giảm sát trước nhé. Ở đấy thì mình sẽ dùng một cái búa cao su hoặc là một cái vật gỗ nào đấy. Mình sẽ gõ như này. Mục đích gõ là để cho keo và miếng vá nó ăn vào nhau nhé. Nó sẽ được dính lại. Sau khi mình dán thì mình sẽ chờ một tí và mình sẽ thế thử lại bằng nước. Nếu như không thể hở thì mình sẽ như thế là xong là sẽ ok. Nó sẽ được rồi. Sau đó thì mình sẽ sau đó thì mình sẽ kiểm tra cái lốp. Mục đích kiểm tra cái lốp là để kiểm tra xem có những cái vật nhọn nào nó còn găm vào lốp không, để tránh cái tình trạng là mình lắp xăng vào thì nó lại tiếp tục bị thủng. Mình kiểm tra một vòng tròn để cho nó. Nếu như không có thì mình sẽ lắp xong vào. Khi mà lâm bằng lắp xong vào thì cẩn thận chú ý chưa. Ngành đoàn thể ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn quận Hà Đông đã hỗ trợ kinh phí an sinh xã hội là 2,5 tỷ đồng cho 2,584 người hộ gia đình gặp khó khăn. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành chỉ thị 17 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Sau đó, yêu cầu tuyệt đối không để người dân di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội. Trừ những trường hợp được chính quyền địa phương cho phép, tại các chốt kiểm soát đây là chiếc lốp này vì nó to cho nên là nó có thể vào lốp rất là nhanh và dễ, còn những cái lốp mà những cái xe khác thì nó có thể khó hơn. Thì các bạn làm thì cứ từ từ mà làm cẩn thận. Thì ở đây chúng tôi chia ra là 4 ca, và ca nào có đầy đủ
bạn lấy vòi hơi hoặc là bơm nhé, giữ cho ban thẳng và bơm lên. Như vậy là đã xong một cái cách để mà bà xong rồi. Thì video này thì em muốn chia sẻ cho tất cả các anh các chị mà chưa biết về cái cách vá xăm xe hay là xử lý khi bị thủng xe ngoài đường. Có nhiều các bác thì đi xe tập thể dục ngoài đường thì cũng gặp phải những cái lý do như là thủng xăm, thì cũng không biết vá hoặc là không có tiệm sửa xe, thì các bác có thể xem video này và áp dụng nó, thì có thể mình sẽ đỡ đi một cái khoản kinh phí sửa xe, và nếu như mà không có tiền sửa xe thì mình có thể hoàn toàn là tự vá xe được cho mình, và mình có thể cải thiện được, khắc phục được cái lối thủng xăm nhé. Video này nếu các bạn thấy bổ ích thì share và đăng ký cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại.